Thưa quý vị, thông điệp Giáng sinh của nữ hoàng Elizabeth tin từ London. Nữ hoàng Elizabeth đã đọc thông điệp Giáng sinh hàng năm gửi đến dân chúng Anh quốc và khối thịnh vượng chung. Qua thông điệp, nữ hoàng đã ca ngợi các nhân viên khẩn cấp và quân đội, nói rằng không nên quên ơn những người luôn chấp nhận nguy hiểm để bảo vệ an toàn cho người dân. Nhiệm vụ này không phải chỉ là một nguyên tắc cũ xưa mà là giá trị tiếp nối của nhiều thế hệ. Đối với khối thịnh vượng chung, nữ hoàng đã bày tỏ sự mong mỏi các trận đấu thể thao của khối tại Glasgow trong năm 2014 và đối với hội nghị thượng đỉnh của khối tại Sri Lanka trong tháng 11 vừa qua, nữ hoàng đã nói rằng gia đình nào cũng có sự bất đồng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo các nước trong khối đã giữ chặt tình hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp theo, nữ hoàng đã đề cập tới đứa chắc vừa mới chào đời, nói rằng gia đình bà trong mùa Giáng sinh năm nay đã đông hơn. Đứa bé chào đời đem lại niềm vui và hy vọng.